Vato arahato samma sambuddha sanakmo tasavagavato arahato samma sambuddha sanakmo tasavagavato arahato samma sambuddha sa. Brahmacha loka thipati saham pati katan chali anti warang aya jatha santi thasan tam barajang kajati kade se tu thammang anukam bimang bajang san tham ma phê rinh quy nha danh cha ca giang su thanh cha bánh thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta danh tô cha tu san cha đành đăng bắp bồ tha nây dê pa ri sa dạ mạnh chê. Nắc mô bút tha giá, nắc mô tham ma giá, nắc mô sang kha giá. Và Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể đăng đàn để thử âm thanh trước khi Nguyên Như đọc bài cho ngày hôm nay bạch sư. Và con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Kính thỉnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Hôm nay tiếp tục chúng ta sẽ học cái phần ngoại thuyết từ đoạn 31 đến đoạn 35. Và bây giờ mời cô Nguyên Trang, Nguyên Như, Quang Hỷ đọc phần chánh văn, rồi sau đó sư sẽ giải thích và chia sẻ thêm. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin đạo tràng cho con một second. Cái computer nó áp nấp, nó nhảy lung tung, để con quay lại cái trang. Dạ con xin đọc bài giống như sư vừa mới dặn con, là từ 31 cho tới 35 ạ. Số 31. Vào lúc bấy giờ, 100 cô tí vị A-la-hán đã tụ hội tại cao nguyên Rắc-hí-tá, núi Hy-mã-lạp-sơn. Và đã phái sứ giả đi đến gặp Đại đức Nagasena nói rằng, Nagasena hãy đến, chúng tôi có ý muốn gặp Nagasena. Khi ấy, sau khi nghe được lời nói của người sứ giả, Đại đức Nagasena đã biến mất ở tu viện Asoka và đã hiện ra ở cao nguyên Rakhita, núi Hy Mã Lạp, phía trước 100 cô tí vị A-la-hán. Khi ấy, 100 cô tí vị A-la-hán đã nói với Đại đức Nagasena điều này. Này Nagasena, đức vua Milinda này gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu với việc hỏi câu hỏi theo học thuyết về tà kiến. Này Nagasena, thật tốt đẹp thai, con hãy đi và cải hóa Milinda. Bạch các ngài, con hãy để yên. Bạch các ngài, xin hãy để yên một đức vua Milinda. Bạch các ngài, nếu tất cả các đức vua ở toàn cõi Chambudipa đi đến để hỏi con câu hỏi, con sẽ trả lời và vạch rõ mọi điều ấy. Bạch các ngài hãy đi đến thành phố Sagala, không phải lo sợ. Số 32. Sau đó, các vị tỳ khưu trưởng lão đã làm cho thành phố Sagala trở thành quần ánh sáng màu Ikasa
với sự di chuyển ngược xuôi của các vị ẩn sĩ. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Ayyupala trú ngụ tại tự viện Sankheya. Khi ấy, Đức vua Milinda đã nói với các quan đại thần rằng: đêm trăng trong quả thật đáng yêu. Phải chăng hôm nay chúng ta nên đi đến gặp vị Sa môn hoặc Bà La môn để hỏi câu hỏi? Vị nào có khả năng để chuyện trò với trẫm để giải tỏa điều nghi hoặc? Được nói như vậy, 500 người xứ Yonaka đã nói với Đức vua rằng: tâu đại vương, có vị trưởng lão tên Ayyupala thông tam tạng, là vị nghe nhiều kinh điển được truyền thừa. Hiện nay, vị ấy trú ngụ tại tự viện Sankheya. Tâu đại vương, xin đại vương hãy đi đến đại đức Ayyupala và hỏi câu hỏi. Này các khanh, như thế thì các khanh hãy thông báo đến ngài đại đức. Sau đó, một nhà tiên tri đã phái sứ giả đi đến gặp đại đức Ayyupala, nói rằng: thưa ngài, đức vua Milinda có ý muốn gặp đại đức Ayyupala. Đại đức Ayyupala cũng đã nói như vậy. Như thế thì ngài hãy đến. Số 33. Sau đó, được tháp tùng bởi 500 người sứ Yonaka, đức vua Milinda đã bước lên cổ xe ngựa cao quý, đi đến tự viện Sankheya, gặp đại đức Ayyupala. Sau khi đến, đã tỏ vẻ thân thiện với đại đức Ayyupala. Sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi, đã ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đức vua Milinda đã nói đại đức Ayyupala điều này: bạch ngài Ayyupala, sự xuất gia của ngài là với mục đích gì? Và mục đích tột cùng của ngài là gì? Vị trưởng lão đã nói rằng: tâu đại vương, sự xuất gia có mục đích thực hành giáo pháp và thực hành sự bình lặng. Bạch ngài, có người tại gia nào cũng có sự thực hành giáo pháp và sự thực hành pháp bình lặng? Tâu đại vương, có chứ. Cũng có người tại gia có sự thực hành giáo pháp và có sự thực hành pháp bình lặng. Tâu đại vương, trong khi Đức Thế Tôn chuyển vận bánh xe pháp ở thành Varanasi, Isipatana, nơi vườn ngài, đã có sự lãnh hội giáo pháp của 18 cô tí vị phạm thiên. Còn sự lãnh hội giáo pháp của chư thiên thì vượt qua cách thức tính đếm. Tất cả những vị ấy đều là người tại gia, không phải bậc xuất gia. Tâu đại vương, và hơn nữa, trong khi bài kinh Maha Samaya đang được thuyết giảng, trong khi bài kinh Maha Mangala đang được thuyết giảng, trong khi bài kinh Samachitta Pariyaya đang được thuyết giảng, trong khi bài kinh Rahulowada đang được thuyết giảng, trong khi bài kinh Bá Rà Phá Quá đang được thuyết giảng bởi Đức Thế Tôn, đã có sự lãnh hội giáo pháp của chư thiên vượt lên trên các thức tính đếm. Tất những vị ấy đều là người tọa gia, không phải bậc xuất gia. Số 34. Đức vua Milinda đã nói rằng: bạch ngài Ayyupala, như thế thì sự xuất gia của ngài là vô nghĩa cho kết quả của nghiệp ác đã làm trong quá khứ. Và các sa môn thích tử xuất gia và gìn giữ pháp từ khước. Bạch ngài Ayyupala, những vị tỳ khưu hành pháp một chỗ ngồi khi thọ thực, có lẽ trong quá khứ họ là những kẻ đạo tặc, đoạt lấy tài sản của những người khác. Sau khi cướp đoạt các tài sản của những người khác mà ngày nay do kết quả của nghiệp ấy, họ trở thành các vị hành pháp một chỗ ngồi khi thọ thực, không chấp nhận thọ thực lúc này lúc khác, nhiều chỗ ngồi. Đối với những vị ấy thì chẳng có giới hạnh, chẳng có khổ hạnh, chẳng có phạm hạnh. Bạch ngài Ayyupala, những vị tỳ khưu hành pháp ngụ ở ngoài trời, có lẽ trong quá khứ họ là những kẻ đạo tặc tàn phá xóm làng, sau khi tiêu hủy các căn nhà của những người khác, mà ngày nay do kết quả của nghiệp ấy, họ trở thành các vị hành pháp ngủ ở ngoài trời, không chấp nhận thọ dụng các chỗ trú ngụ. Đối với những vị ấy thì chẳng có giới hạnh, chẳng có khổ hạnh, chẳng có phạm hạnh. Bạch ngài Ayyupala, những vị tỳ khưu hành pháp về quay nghi ngồi không nằm, có lẽ trong quá khứ họ là những kẻ đạo tặc cướp đường, sau khi bắt giữ các hành khách đi đường, trói lại, rồi bắt họ ngồi xuống
mà ngày nay do kết quả của nghiệp ấy, họ trở thành các vị hành pháp về oai nghi ngồi không nằm, không chấp nhận được phép nằm. Đối với những vị ấy thì chẳng có giới hạnh, chẳng có khổ hạnh, chẳng có phạm hạnh. Số 35. Được nói như vậy, Đại Đức Ayyupala đã im lặng, không đáp lại điều gì. Khi ấy, 500 người xứ Yonaka đã nói với Đức Vua Milinda điều này. Tâu Đại Vương, vị trưởng lão là bậc sáng trí, tuy nhiên Ngài không tự tin, nên không đáp lại điều gì. Sau khi đó, khi nhìn thấy Đại Đức Ayyupala có thái độ im lặng, Đức Vua Milinda đã vỗ tay, reo lên rồi nói với những người xứ Yonaka điều này. Xứ Chambudipa quả thật trống trơn, xứ Chambudipa quả thật vô nghĩa, không có sa môn hoặc bà la môn nào có khả năng để chuyện trò với trẫm để giải tỏa điều nghi hoặc. Dạ, con đã đọc xong từ đoạn 31 tới đoạn 35. Dạ, con xin một lần nữa thay mặt đạo tràng có thể thỉnh sư Pháp Thanh đăng đàn để cho chúng con bài pháp của ngày hôm nay, bạch sư. Cũng như xin dâng mít lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Gà Giá. Thì ở đây đó là nhà vua Milinda đã đi đến gặp vị trưởng lão ngài Ayyupala, nhưng mà nhà vua đã nói lên cái thắc mắc của mình về những cái vị mà tu hành, tức là do cái nghiệp quá khứ rồi bây giờ phải thực hành những cái pháp khổ hạnh, như là ngồi một chỗ rồi ngăn quay nghi nằm, chỉ ngồi chứ không có nằm, là do những cái nghiệp quá khứ mấy gì đã tạo, bây giờ là phải thực hành cái pháp môn đó. Rồi những cái người mà ở thế tục mà có thể mà thực hành giáo pháp hay không, thì chúng ta thấy rằng đó, Đức Phật mỗi khi mà Ngài thuyết giảng các bài pháp, như trong này kể rất là nhiều, như là Maha Samaya hay là bài kinh Maha Mangala, tức là bài Hạnh Phúc Kinh, rồi bài kinh Rahulo Wada là bài giáo giới Lào Lan, Parapaya, vân vân. Thì mỗi khi mà Đức Thế Tôn giảng những cái bài kinh này đó, thì đã có rất nhiều chúng sanh, từ Phạm Thiên, Chư Thiên, cho đến nhân loại, rất nhiều người đã chứng đạt được cái thánh đạo, thánh quả. Nhưng mà đa phần là những cái vị này chứng đạt cái thánh đạt quả đạo hữu học, tức là tu đồ quần, tu đà hàm, anaham. Còn nếu mà những cái vị nào mà có duyên lành chứng đắc thánh đạo a la hán, thì sau đó là phải trở thành bậc gia. Chứ còn cái thánh đạo a la hán không thể nào mà có ở trong cái hội chúng cư sĩ. Chúng ta phải hiểu được cái điều đó. Rồi nhiều người á, họ cứ lầm tưởng cái thuyết mà nghiệp báo. Không phải tất cả những cái gì mà chúng ta thực hành ở trong cái đời sống hiện tại này á, là cũng phụ thuộc vào cái định lực nghiệp báo. Tùy theo, mặc dù cái định lực nghiệp báo nó là cái phụ thuộc, nó chi phối chính yếu trong đời sống, nhưng mà chúng ta đừng có lầm tưởng là tất cả
cả mọi cái diễn biến gì ở trong đời sống hiện tại này cũng phụ thuộc trên cái định luật nghiệp báo. Có những cái là nó do cái nhân từ quá khứ nó cho quả hiện tại, nhưng mà có những cái là chúng ta đang gieo trồng những cái chủng tử, cái nhân ở trong hiện tại này chứ nó chưa cho quả. Thành ra nếu mà cứ mỗi cái gì xảy ra trong đời sống này á, chúng ta cũng đổ thừa vào cái nghiệp quả hết, thì coi chừng coi chừng chúng ta bị rơi vào cái thuyết định mệnh, nhận thức một cách sai lầm về cái định luật nhân quả nghiệp báo. Thì sẽ lấy trường hợp này như vậy. Bây giờ đó, một cái người tù nhân, cái người này á, họ bị giam cầm để trả cái nghiệp do phạm vào cái hình luật của nhà vua, phải không? Do cái người này đó đã phạm vào cái hình luật, cho nên bây giờ phải bị trừng trị, trừng trị đó, cho nên là bị hạn chế cái đời sống, không có được tự do đi lại, không có quyền làm việc theo cái ý muốn của mình. Rồi một cái vị mà tu hành, cái vị này đó tự mình hạn chế trong vấn đề tiếp xúc sinh hoạt hàng ngày, thì hai cái này nó khác nhau. Cái người tội nhân á, thì người ta vì người ta phạm tội là bắt buộc phải bị trừng phạt. Còn cái người tu á, thì tại vì người ta muốn sửa đổi, người ta muốn tránh né những cái phiền não, cho nên người ta tự nguyện, người ta ngăn chặn. Thì cái này á, nếu mà cái người này á thật tâm tự nguyện, người ta thực hành chứ đâu có sự ép buộc đâu, không? Không ai bắt buộc cái mình đi tu hết. Vì mình thấy sống cái đời sống phóng túng mà buông thả, trôi nổi theo cái lôi cuốn của dục trần, là đem đến những cái hậu quả khổ đau. Cho nên mình tự nguyện, mình từ bỏ. Còn cái trường hợp cái anh kia đó, anh kia là bị gì? Bây giờ nếu mà không hành thì sẽ càng phạm cái tội nặng hơn. Cho nên bây giờ là anh ta bị giam cầm trong cái phòng để hạn chế cái quyền tự do của anh ta. Thành ra hai cái nó là khác nhau. Một cái người mà bây giờ họ khó khăn, họ nghèo khổ, họ ăn uống kham khổ, rau tương rồi cái nọ, thấy không? Là cái đó là cái do cái sự túng thiếu mà họ phải sống trong cái đời sống như vậy. Và một cái người này họ có tiền của, họ có khả năng, nhưng mà thay vì mà ăn uống mà gần phung phí quá đó, thì cái người này họ ăn uống dè sẻn chừng mực, rồi nói là cái người này tại họ giàu có, nhưng mà tại họ phải chịu cực khổ này, phải không? Trong khi người ta có khả năng, người ta có điều kiện để có thể thụ hưởng cái vật chất của thế gian, nhưng mà người ta tự nguyện, người ta hạn chế sống một cái đời sống thanh bạch, thì nó khác. Còn cái người kia là tại vì người ta nghèo khổ quá, người ta phải sống cái đời sống như vậy. Rồi cũng có những người
họ có tài sản rất là nhiều, nhưng mà đó, vì cái tâm bỏng sẻn, bón rít keo kiệt, họ không dám, họ không dám sử dụng, họ không dám sử dụng cho chính họ, mà họ cũng không dám giúp đỡ những cái người khác nữa. Thì cái đó là khác. Cái người này đó, người ta có tài sản, có điều kiện, nhưng mà ta cho sống chừng mực, vừa phải. Để gì? Để đem cái tài sản đó để làm những cái gì? Bố thí, chẳng bần, giúp đỡ những người bần cùng neo đơn, cúng đến tam bảo, vân vân. Thì cái này là nó khác. Cho nên chúng ta không có, đừng có nghĩ là tất cả những cái diễn trình trong đời sống này đó là tất cả đều nghiệp báo. Không? Ví dụ như bây giờ á, bị tai nạn, một người á là lái xe, nhưng mà do cái phía bên kia họ bất cẩn, họ gây tai nạn. Rồi một người á là gì á, không có làm chủ lý trí mình, uống rượu sai thế này thế khác, họ gây tai nạn, rồi làm gây tai nạn, phải không? Rồi đổ thừa nó tại nghiệp. Tại vì mình á, mình không sống không đúng pháp, nó đem đến cái tai hại ngay trong cái đời sống hiện tại này. Mình uống rượu, mình sai, mình xỉn, mình lái xe, mình tông người khác, mình gây cái tai hại cho người khác. Mình gây hại cho chính bản thân mình, rồi mình còn gây hại cho người khác nữa, rồi mình đổ thừa nghiệp. Đâu phải, thấy không? Đó, mình đi đúng luật, mình đi đúng, nhưng mà cái tai nạn đến thì có thể mình nói là do nghiệp. Còn cái này say xưa rồi lái xe nó không có ấy, rồi gây ra tai nạn, rồi nó đổ thừa nó tại nghiệp, thấy không? Điều đó nó đâu có đúng. Có những cái trường hợp nó xảy ra, cái diễn tiến nó do nghiệp, nhưng mà chúng ta đừng có cho rằng tất cả đều là nghiệp. Đó, bệnh tật có những lúc nó xảy ra, nhưng mà đâu phải tất cả là do nghiệp hết đâu. Mình biết những cái vật thực này đó là nó không có phù hợp. Mình biết những cái chất này là nó có cái chất độc, ăn vô nó nguy hiểm, tai hại. Nhưng mà tại vì mình không có cưỡng nổi cái tham đắm trong cái thụ hưởng. Mình nghĩ cái món đó là ngon lắm. Rồi mình ăn vô là cái cơ thể mình nó không có tiêu hóa được, không hấp thu được, bắt đầu nó tạo ra cái bệnh, rồi cái mình đổ thừa nghiệp. Đâu phải, cái đó là tại vì mình tham muốn, mà mình không kềm chế được. Tại vì những người khác họ ăn thì cái cơ thể họ khác nó tiêu hóa được, nó hấp thu được, không? Còn mình cái cơ địa mình nó khác, cái cơ thể mình nó khác, nó không có, không tiêu hóa, không hấp thu được thì sao? Thì nó trở thành cái chất độc, rồi mình đổ thừa tại nghiệp. Đâu phải, phải không? Thành ra đó, trong đời sống đó, đồng ý có một số do cái nghiệp lực nó đưa đến, tức là những cái nhân quá khứ mình tạo bây giờ á, cái quả nó đem đến. Nhưng có những cái đó là vì mình vô minh, mê lầm tà kiến, rồi nó đem đến những cái điều tai hại khổ đau, chứ không phải là tất cả đều do nghiệp hết. Chúng ta phải hiểu như vậy, chứ chúng ta đừng có sai lầm cho rằng tất cả mọi cái đều là do nghiệp. Thành ra nó thuộc về cái thuyết định mạng. Tất cả chúng sanh này, ta nói là gì? Quần áo dài dép cũng có số, con người sanh ra là có số, không phải?
cái số đó là tự mình định đặt ra, chứ không có ai định đặt cho mình á. Thành ra cái nghiệp lực ở trong Phật giáo á, nó có thể chuyển nghiệp. Nếu mà những cái nghiệp xấu ở trong nhân xấu mà quá khứ mình đã tạo đó, bây giờ nếu mà chúng ta tích cực, chúng ta hành thiện, chúng ta tạo trữ những cái công đức phước báo, thì mặc dù á, là nó không có sửa đổi hoàn toàn được cái quả xấu, nhưng mà nó có thể nó che án, mà nó làm cho cái chướng nghiệp nhẹ, giảm nhẹ. Nè, còn nếu mà bây giờ cái nhân tốt, cái nhân lành mà nó gieo từ quá khứ, nhưng mà bây giờ trong cái kiếp sống hiện tại nè, mình tạo quá nhiều những cái nghiệp ác, thì sao? Nó cũng cản trở, nó ngăn chặn cái quả lành. Nè, đó, thành ra đó, chúng ta phải hiểu như vậy. Có những cái đúng là do cái nghiệp quá khứ, những cái nhân xấu, hoặc là những cái chủng tư tốt đẹp nó đưa đến. Nhưng có những cái đó là vì vô minh tà kiến ngay trong cái đời sống hiện tại này mà nó đem đến. Nếu mà chúng ta biết, chúng ta khép mình vào cái khuôn khổ, giữ gìn những cái giới luật, những cái học giới, những cái pháp hành. Cho nên á, có những cái pháp á, hành nó gây khổ đau trong hiện tại, nhưng mà đưa đến cái lợi ích trong tương lai. Không? Bây giờ thay vì á, mình ở nhà, mình đi du lịch, mình đi chơi, tham quan cảnh trí này, cảnh trí nọ, mình đi đến những cái rạp hát, vũ trường, rồi mình vui chơi. Bây giờ mình hạn chế, mình đi vào những cái trường thiền, để mình tu tập. Thì đi vô trường thiền đâu có sung sướng gì đâu ha. Phải ngồi thiền, phải đi kinh hành, hạn chế cái thụ hưởng vật chất trong thế gian. Thì mình thấy là gì? Đối với người đời á, họ nói là như vậy là khổ. Nhưng chúng ta hạn chế, ngăn chặn những cái bất thiện pháp này, để chúng ta đi đến cái sự an lạc. Thì hành thiền ấy, nó tê, nó đau nhất, là khổ, nhưng mà đem đến an vui. Để mình thấy pháp, mình hiểu pháp, mình hiểu biết, mình nhận thức được rõ về cái định lực tam tướng, thì cái khổ hiện tại, nhưng mà đưa cái lạc đến lâu dài đó. Còn họ đó thì họ vui trong cái trần cảnh, đi du lịch, đi tham quan, đi ăn uống, đi xem hát, đi thu hưởng mọi thứ đó. Rồi sao? Rồi họ đắm nhiễm trong đó. Rồi sao? Xa đà quá rồi nó sinh ra bệnh tật cũng đó. Rồi đắm nhiễm trong đó là nó đem đến nhiều cái tai hại, phiền não, nó phát triển trầm chất lên, nó bị lôi cuốn, bị trói buộc trong cái tham muốn của ngũ trần. Thành ra chúng ta phải hiểu như vậy, chứ không phải tất cả đều do nghiệp. Tại hồi đó mấy người này họ làm nghiệp bất thiện, cho nên bây giờ phải hành khổ hạnh vậy, phải ngăn trừ, ngồi chứ không được nằm, thấy không? Có cái người tội nhân bị vua quan hình phạt, bắt buộc họ trói, không cho nằm, thì cái đó là cái nghiệp, cái nhân xấu đưa đến cái quả khổ. Còn mình bây giờ tại vì thấy trong cái giai đoạn tu tập này đó, mình cần phải có sự tỉnh thức, mình gìn giữ cái chánh niệm tỉnh giác, mình phát triển cái sự tỉnh thức, thì có thể là mình ngủ ít lại, thay vì mình nằm
thì bắt đầu cái tâm dễ vui lùi sụp, không có sự tinh tấn. Thì bây giờ á, mình ngăn cái quan nghi nằm để mình ngồi để mình ngủ, nhưng mà nó có sự giác tỉnh để tăng trưởng cái sự tinh tấn, tăng trưởng cái chánh niệm tỉnh giác. Thì như vậy là cái này là mình phát triển chứ đâu phải là cái quả xấu, phải không? Thành ra mọi vấn đề trong cái đời sống hiện tại này chúng ta phải hiểu biết với trí tuệ, chúng ta phải xem xét và phân biệt cái nào là quả do nghiệp quá khứ đưa đến. Nhưng có những cái là trong hiện tại này do vô minh phiền não chúng ta tạo đem đến cái khổ. Mà những cái khổ mà trong hiện tại này đó, nếu chúng ta với trí tuệ hiểu biết với chánh trí chánh niệm tỉnh giác đầy đủ, thì chúng ta sẽ vượt qua những cái khổ đau mà ta có thể tránh khỏi trong cái đời sống hiện tại này, chứ không phải tất cả đều đổ thừa do nghiệp cho nên nếu mà cái gì chúng ta cũng đổ thừa do nghiệp hết á, thì cái này thì tội nghiệp đó, tội nghiệp cho mình á. Tại vì mình vô minh, mình không có tìm hiểu kỹ càng, rồi đụng cái gì mình cũng đổ thừa nghiệp, tại nghiệp tu nó vậy á. Mình lười biếng, mình chịu học, chịu hành, rồi đụng tới trời ơi tại nghiệp tu nặng quá không chịu quấy, rồi tại nhân duyên không có tại nghiệp con dày phước mỏng, thì đúng cái đó là tội nghiệp. Thì chúng ta phải nỗ lực chúng ta vượt qua, chúng ta phải nỗ lực học và nỗ lực thực hành chứ không phải cái gì do lười biếng dễ vui rồi cái đụng ra tới cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp hết thì cái đó thì tội nghiệp cho pháp mà tội nghiệp cho chính mình nữa. Thì cũng xin giải thích cái bài học ngày hôm nay, và chúc cho tất cả quý tu nữ và quý Phật tử thêm nhiều những cái kiến thức hiểu biết, và để chúng ta có sự nỗ lực tu tập thực hành, tạo được nhiều thiện sự trong đời sống và hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Và bây giờ xin cung thỉnh chư Tùng Đức cũng như mời tất cả quý vị có thể thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thamma giá, Nam mô Sangha giá. Sa thú lành thai. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con đoạn từ 31 cho tới đoạn 35 của Miranda vấn đạo phần ngoại thuyết. Dạ, bây giờ là tới phần đặt câu hỏi và phần trả lời. Như xin mời bàn tay của chư vị hôm nay có những cái bài học rất là hay mà con thấy là cũng không có phải là những ý con nói là khi mà mình là người cư sĩ, mình tu tập mà mình vừa tu tập mình đi làm đó bạch sư, con thấy cũng có nhiều người hỏi những cái câu là tại sao mà phải làm như vậy, tại sao phải cực khổ như vậy, tại sao mà phải thức khuya dậy sớm, tại sao không ngủ cho đã. Thì con thấy cái này là có những câu hỏi rất là thông thường mà người ta thấy những cái người tu cũng như cư sĩ và cũng chư tăng thì người ta rất là thắc mắc. Thì con thấy cái câu này được hỏi rất là nhiều. Dạ, Nguyên Như xin mời đạo tràng, có vị nào có câu hỏi xin. Nguyên Như xin mời anh Thính Pháp nè, anh Ca Vinh nè, cô Diệu Pháp, đạo huynh, xin mời anh Lý, mời chị Hà, mời chị Từ Mẫn, mời cô Nhung, mời cô Mai, mời cô Phúng. Dạ, con xin mời đạo tràng.
Con không thấy ai có đặt câu hỏi. Thôi như vậy, Nguyên Như xung phong hỏi trước bạch sư. Nếu mà nhìn theo cái khía cạnh này bạch sư, thì có mình có thể nói là khi mà mình ngồi thiền, mình ngồi mà mình không có nhúc nhích gì hết, khi mà mình vô, nếu mà mình vô định thì con xin không nói về vấn đề này. Nếu mà mình đang tập á, mà mình không có nhúc nhích, thì có nhiều người lại nói là nếu mà như vậy thì quá gọi là hành sát. Mà có nhiều người thì cái đó là thuộc lại khổ hạnh. Thì con xin kính hỏi sư là khi mà mình tập ngồi không nhúc nhích mà mình rất là khó chịu, mình đau khổ như vậy, mình không nhúc nhích, thì cái đó mình phải gọi nó là thuộc lại là Kanti là Nhật, hay là cái đó là mình khổ hạnh, hay là cái đó mình thuộc lại là pháp gì mình đang thực tập bạch sư? Dạ con xin dâng mít lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Thì cái khổ hạnh hay là cái chấp thủ hoặc là cái nhẫn nại, cái tinh tấn, nó tùy vào cái trạng thái tâm lúc đó. Nó có thể là nhẫn nại, tinh tấn, mà lúc đó đó là nó cũng có thể là cái trạng thái chấp thủ rồi dính mắc. Bây giờ á, một cái vị hành giả đó, vì mong muốn được cái trạng thái định, cho nên bây giờ bằng cố gắng quyết liệt để đạt đến cái trạng thái định, thì như vậy đó là không đúng. Nó là cái trạng thái định này là xuất phát từ cái bất thiện phiền não, chấp thủ dính mắc, đó. Rồi bây giờ đang ở trong cái trạng thái định này, nhưng mà thay vì đến lúc là phải xả, nhưng mà nói sao, thôi bây giờ đang định ngon quá, êm quá, cái trạng thái nó đang an lạc quá, thôi mình tiếp tục luôn, mình không xả nghiệp, thì đây là cái gì, cái tham muốn, cái dính mắc, nó cũng là phiền não. Rồi bây giờ mình hành đến lúc cái định, cái duyên các pháp nó đầy đủ, cái định nó sanh khởi. Nhưng mà định quý vị nhớ rằng nó cũng là vô thường, chứ không phải là nó là vĩnh cửu, trường cửu, mà thành ra nó cũng sanh nó diệt chứ. Lúc nào nó sanh mình biết là nó sanh, lúc nào nó diệt mình biết nó diệt. Mình không có tầm cầu, mà cũng không dính mắc, mà cũng không xua đuổi đó, thì như vậy đó là cái trạng thái đó là cái trạng thái cái tâm chân chánh. Còn nếu mà cái tâm của mình mà mình tầm cầu, mình dính mắc, hoặc mình bực bội vì nó không đến được, thì cái đó là phiền não. Cho nên á, là ở đây á, mình phải biết cái trạng thái của cái vị hành giả đó, nó đang trong cái gì, đang lúc đó trong cái phiền não hay là đang với trí tuệ. Thì nếu mà trong cái thái độ chân chánh á, trong khi mình hành thiền á, thì mình giữ cái tâm quân bình, trí tuệ, thì như vậy là đúng. Còn nếu mà mình bám níu tầm cầu, chấp thủ rực rãi, thì đó là phiền não, là nó đi sai,
không đúng với cái mục đích của thiền tập nè, thì chúng ta phải hiểu như vậy đó. Chứ còn mình nói bây giờ mình nói thì đúng hay không đúng là do cái trạng thái tâm ở ngay cái thời điểm hiện tại đó mà thôi. À, thì cũng xin giải đáp cái câu hỏi của cô Nguyên Như, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, và con kính tri ân sư. Dạ, Nguyên Như xin kính mời đạo tràng với những câu hỏi. Dạ, Nguyên Như xin xuống mít ạ. Dạ, đạo huynh xin thành kính cảnh lễ sư Thanh Tâm từ Pháp Thanh. Dạ, kính chào toàn thể anh chị em đồng đạo cả. Dạ, thật ra thì trước hết đạo huynh cũng gửi lời tri ân sư Pháp Thanh. Có mấy lần đàm đạo với sư thì đạo huynh rất là quý sư, xem sư một người anh, một người đi trước rất am hiểu về Phật giáo. Đạo huynh rất là cảm kích sư, rất là mang ơn sư. Thì anh em mình vô trong cái đạo tràng này là thật ra thì mình học lẫn nhau, ai cũng có một cái kinh nghiệm cuộc đời. Mình vừa là thầy mà mình muốn gọi là học trò nữa, mình học hỏi, mình trao đổi lẫn nhau. Thì hồi trưa đạo huynh có nghe sư giảng về cái tướng, tức là cái gì nó hiện ở bên ngoài đó sư. Rồi đi lái xe về thì không có dịp mà hỏi sư, bây giờ lại nghe cái chuyện mi tiên vấn đáp. Thật ra cái sách này đạo huynh chưa đọc lần nào hết trơn. Mặc dù hồi trước cô Nhân Như có gửi cái link mà đạo huynh chưa có thời giờ đọc qua. Thì xin hỏi ngoại đề một chút xíu sư sư. Trong cái kinh Hạnh Phúc Kinh là nói là mình không nên gần gũi kẻ ác. Thì xin hỏi sư là mình dựa vào cái tiêu chuẩn nào mình mà mình đoán biết người ta là thiện hay là người ác? Thì cũng xin thưa đạo tràng là đạo huynh là cái người không phải người Phật giáo mà đạo nào cũng tin hết trơn rồi. Làm bạn với mấy vị linh mục, mấy mục sư, mấy thầy Hồi giáo, mấy thầy Nho giáo. Ai cũng làm bạn, ai cũng làm bạn được. Nhưng mà đạo huynh học hỏi một cái hành, một cái tôn giáo như vậy, những điều hay, điều đẹp. Thì như Hồi giáo là họ tin mấy người cho vay đó, sư, là mấy người ác. Cho vay nữa là ác lắm. Còn bên Phật giáo mình là tin mấy người đồ tể mà giết thú vật là ác. Mà thật ra nếu mà phân tích ra thì họ cũng là, cái tâm họ cũng rất là hiền. Thành thứ... đạo huynh rất là phân vân, không biết là mình chơi ác, người nào ác, người nào hiền. Thì đó là câu hỏi. Thì dựa trên cái quan niệm Phật giáo mình là người nào người ác thưa sư, mà mình những người đó mình có nên tiếp xúc gần hay không? Cảm ơn sư và xin chào biết tại cho sư. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thâm Thầy giá, Nam mô Sanh Thầy giá. Lâu lắm rồi mới đạo huynh mới vô sinh hoạt ha. Thì thật sự ra đó, cái ác hay là cái thiện đó, nó tùy theo nhận định của những cái tôn giáo. Thì thật ra đó, khi mà chúng ta đi tìm hiểu đó, chúng ta đang trong cái thời gian mà lựa chọn mà, thấy không? Giống như cái người mà bây giờ mình muốn đi mua một món đồ nào cũng vậy, đâu phải mình đi đến là mình mua liền. Mình phải qua cửa hàng này, qua cửa hàng kia, mình dọ giá, mình xem xét ha, rồi mình mới phân tích coi cái nào nó hợp để mình mua. Thì mới bắt đầu á, mình chưa tìm được cái đạo để mà thích hợp để mình đi theo. Thì mình đạo vòng,
đi vòng vòng á. Đó, thì thật sự ra hồi đó bản thân sư cũng vậy. Hồi xưa cũng bạn bè rủ đi bên Tinh Lành cũng đi, nói anh đi nhà thờ cũng đi, qua bên chùa Bắc Tông cũng đi, tịnh xá khất sĩ cũng đi, cao đại cũng vô. Sao mình thắc mắc, mình đi tìm hiểu, mình đi vòng 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 để mình tìm kiếm đó. Thì cái đó là cái tự nhiên để mà mình khảo sát, tìm hiểu cách để tường tận, để rồi mình mới đặt cái niềm tin. Đó thì cái ác á, hay là cái bất thiện, Đức Phật dạy những cái điều nào mà mình làm hại mình, hại người, tức là khổ đau cho chính mình, khổ đau cho người khác, là cái điều đó là điều ác. Mình gieo những cái nhân xấu, bây giờ á nó chưa có cho cái quả khổ đau cho mình, nhưng mà cái trước mắt á là cái chúng sanh phải gánh chịu những cái khổ đau đó, là cái mình đã gieo những cái nhân xấu, gọi là tạo cái ác nghiệp rồi, không đó. Rồi cái người ác ở đây á, nó có thể hiện, xin nói lại cái bài hồi sáng này, nói về cái tướng đó, là cái biểu lộ ra bên ngoài, nó hơi đi lệch với cái đề tài trong cái Luân Nguyên Như Kỳ Viên hiện tại chút, nhưng mà xin quý vị cũng hoan hỷ thông cảm, tại vì hồi sáng thì đạo huynh nghe nhưng mà đang lái xe, bây giờ thắc mắc em hỏi thì ở đây thì cũng xin giảng lại để đạo huynh và có quý vị nào muốn tìm hiểu thì có thể nghe. Thì cái tướng nó là cái sự biểu lộ ra bên ngoài. Cái người ác thì sao? Họ suy nghĩ, họ suy nghĩ cái tác ý, cái sự sắp đặt ở trong tâm. Thì cái này nó là vi tế, mình không thấy được, nhưng mà nó sẽ biểu lộ ra. Nó biểu lộ qua đâu? Qua cái thân biểu tri, là những cái hành động gây tổn hại khổ đau chúng sanh khác. Cái khẩu biểu tri là nói làm cho chúng sanh khác phiền não khổ đau đó. Thành ra đó cái lời nói, cái hành động này nó là cái tướng, cái biểu lộ ra cái tác ý, cái toan tính, cái suy nghĩ ở trong tâm. Cho nên á, tướng tự tâm sanh. Chính vì cái trong tâm họ suy nghĩ, họ muốn, họ tác ý, cho nên á họ mới nói ra lời, gây cho người khác phiền não, buồn rầu, uất ức, khổ đau. Tại vì họ tác ý, họ suy nghĩ, họ muốn tổn hại, gây kẻ khác khổ đau, đánh đập và thế này thế khác, để cho chúng sanh khác khổ đau đó. Cho nên đó là những chúng sanh nào mà suy nghĩ về điều ác, nói lời ác, làm những cái điều ác, đó, thì như vậy đó, cái đó là gọi là kẻ ác, hay là còn gọi là kẻ ngu. Kẻ ngu ở trong Phật giáo á, không phải là không có học thức, không có kiến thức. Mình nói theo cái từ thông thường là dốt á, dốt. Dòng cái người này á, là không biết một chữ nào, sự nói vui vui là dốt như Mai tháng 10 á. Tức là hồi xưa mà còn nhỏ mà tới
tháng 10, tháng 11 á, là mà ăn me, kêu me dốt á, là cái trạng thái mà nó không phải là sống, nhưng mà nó cũng chưa hẳn là chính. À, me dốt á, đó. Đó, thành ra đó, thành ra cái người mà họ không có điều kiện học thức về văn hóa thì đó. Gọi là à, thì dù cái người này không biết một chữ nào hết á, nhưng mà họ nói lời thiện, làm những cái điều thiện, suy nghĩ về những cái điều thiện. Điều thiện ở đây là không làm gì khổ đau, tổn hại cho chúng sanh khác là thiện. Ha. Là cái người đó cũng gọi là người hiền. Đó. Còn mấy người mà bây giờ á, có bằng thạc sĩ, tiến sĩ gì chăng nữa đó, nhưng mà những cái người này á, suy nghĩ những cái điều bất thiện, nói những cái lời bất thiện, làm những cái điều bất thiện, gây tổn hại khổ đau cho chúng sanh khác, thì bây giờ á, những cái người này dù là tiến sĩ đi chăng nữa thì trong Phật giáo cũng gọi là kẻ ngu. À, kẻ ngu mà đó, hay là người ác á, là những cái người mà làm gây tổn hại khổ đau cho chúng sanh khác. Đó. Tại vì những người này á, họ gieo những cái nhân xấu tổn hại khổ đau chúng sanh khác rồi. Bây giờ là quả cho chúng sanh khác, nhưng họ gieo nhân cho chính họ. Thấy không? Thì mai mốt họ sẽ nhận lấy cái quả khổ đau. À, cho nên á, là những người đó gọi là người ngu. Những cái lời nói, hành động là nó là cái tướng trạng, à, nó biểu lộ ra bên ngoài, nó là cái tướng trạng của kẻ ngu, của kẻ ác. À, thì xin giải thích chút xíu cho đạo huynh hiểu ha. Và chúc đạo huynh nhiều sức khỏe, an vui, và có điều kiện thì đến sinh hoạt nhiều hơn để có dịp mình trao đổi học hỏi lẫn nhau. À, cảm ơn quý thầy. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ, con từ mẫn con cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức giáo pháp, ân đức tăng. Con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, sư Thanh Tâm, ông Năm bà Năm và cùng quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, con có câu hỏi. Dạ, con xin sư Quan Hỷ giảng giải giúp con. Nếu con có cái gì mà sơ sót thì xin sư với đạo tràng bỏ qua. Con nghĩ con không biết nên con có đặt câu hỏi không, nhưng mà dạ, mất cái đường dây đi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ. Nam Mô Bụt Tha Dạ, con nghe được. Dạ, dạ. Dạ, bạch sư, con Con thì mấy năm nay con cũng thú thật với đạo tràng, với bạch sư là con không có đủ duyên để học thiền. Dạ. Còn trước đây thì con có đến nhà con thì gần chùa Miếng, có bước qua chừng đi chừng 15 phút. Còn con thì lái xe xuống chùa Sư Thanh Tâm ở dưới Kỳ Viên, ở dưới DC thì khoảng chừng 30-35 phút mà không kẹt xe. Cho nên là lúc mà trước đó con bệnh quá đi, thành tử con có duyên là con có giấy duyên với cái nhóm của mấy vị trưởng lão, mấy vị yogi, mấy bà cụ, và con cũng đến đó thường.
Rồi sau đó đó, mấy bà đó cũng dạy dỗ cho con. Rồi sau đó thì con có lên quận thì con gặp được cô Thu Nhật, là đệ tử của Ngài Kim Triệu. Bà cũng tu lâu năm lắm, con cũng ơn bà lắm. Thì bà chỉ dạy cho con từ ly từ tí. Đó là cô Thu Nhật. Nhưng mà con không có cái duyên nào mà... Đó, con chỉ có bao nhiêu thôi đó bạch sư. Thì thật sự ra con không có thiền chỉ hoặc là thiền định gì hết. Nhưng mà con theo mấy bà bô lão á, thì con thì thường đến chùa Miến thường, cho nên con sinh hoạt thì con không có làm gì. Con chỉ là vô bếp, vô toilet, lau chùi, còn công quả không à. Chứ con cũng không có ngoài chánh điện, lăn xăng ngoài này, con trong bếp không à. Thì mấy bà thương con lắm. Mấy bà chỉ cho con cái cách mà niệm tâm. Rồi gặp cô Thu Nhật, bà cũng chỉ con, hình như con có cái duyên với cái pháp môn nó hay như thế nào. Thì con từ đó đó, thì con cứ lầm vũi thì con thực dụng cái vấn đề đó. Cái có nhiều lần con thấy có một cái gì rất là linh nghiệm bạch sư ạ. Đó là từ đó con, mấy bà lâu lâu con đến á, thì dâu con của mấy bà thì lâu lâu đến á, thì một năm vừa rồi á, thì không có bị dịch hết trơn rồi, thành thử không ai tới ai hết. Rồi mấy bà cụ thì đi xe lăn thì mấy bà không đi đâu, mà chùa chiền thì đóng hết. Cho nên lâu lâu á, mấy bà nhắn con kiến rồi nhắn lâu lâu đến nhà, rồi mấy bà già rồi tụ họp với nhau rồi ngồi thiền. Mấy bà cụ, mấy bà người Miến thì thật sự ra phong tục cũng như mình vậy thôi, dễ thương lắm. Lâu lâu thì con thấy có thỉnh mấy vị, một vị hay hai vị sa gia đo gì đó đến nhà riêng, rồi mấy bà cụ đó con cũng có đến vậy đó. Thì con rất là tâm niệm bạch sư ạ. Con rất là tâm niệm. Có cái là Cái hôm đó là con đi, con cũng thực hành là cái đó, là cũng như sáng thức dậy thì sáng sớm con làm vệ sinh xong là con ngồi, thì con cứ nguyện là con cúng dường Đấng Thế Tôn bằng cái sự hành thiền của con. Thì lúc đó con nhớ hoài trong đầu là bà chỉ con. Mấy bà chỉ con mà sau cô Thu Nhật cũng chỉ con, rất là hai người làm như là cái duyên giống nhau ghê luôn. Người nói là không sinh gì hết, không nguyện cái gì hết, chỉ là rải tâm từ với cầu cho tất cả pháp giới chúng sanh được bình an. Không sinh gì cho mình hết, đừng xin gì cho mình hết, tại vì mình tội lỗi nhiều quá, nghiệp mình nặng rồi, đừng xin nữa. Cô Thu Nhật bà dặn con, bà nói phải bỏ bớt cái tham, thì dặn con như vậy đó bạch sư. Cái gì thì niệm cái đó. Từ đó về sau cái con bắt đầu từ đó mà con thực tập là cái gì con cũng phải niệm. Từ cái rửa chén, mắt con phải nhìn, tai con thì phải làm, nhưng mà con nhìn vô ở cái nào sạch, nào dơ, hoặc là con chùi lao gì, cái nào con chùi mạnh, cái nào con chùi nhẹ. Từ trong cái bước đi, con phải cái nào nhấn xuống, cái nào dở, đạp nhấn gì con phải biết hết. Con biết những cái thân của con đang nhìn, đang gì phải nhớ hết. Thì đến chiều đến, thì phải ngồi lại cũng như là kiểm soát tâm coi từ hồi sáng tới giờ mình làm cái gì trong cái đầu, trong cái ý của mình. Là con kiểm soát lại hồi sáng tới giờ, cái ác chắc nhiều hơn cái thiện rồi, hay là cái thiện nhiều hơn cái ác. Trước khi con đi lên ngủ đó, con ngồi. Thì con bạch sư là nếu con nói ra thì có cái gì thì bạch sư dạy cho con thêm thì con không biết. Nhưng mà có nhiều lúc của trong tâm con sợ quá đi. Con đi Costco con mua đồ xài lên xe rồi, mà chỉ còn có đường về nhà thôi bạch sư. Chạy về nhà có chút xíu mà, có 15 phút mà con lên xe rồi. Tay chân con nó run hết bạch sư.
hai cái hàm răng con đánh đục gạp luôn bạch sư. Chân tay con rung hết rồi, con thở không được. Mà con mới nói, trời ơi, bây giờ sao bây giờ đây? Con nhớ liền, con niệm liền, con niệm ngay nói liền. Con niệm con nói sợ rồi, tội nghiệp quá sợ rồi, con sợ, con sợ. Con sợ, con nhìn vô cái, con sợ, con niệm ngay tên nó liền. Thì vừa niệm xong xuôi quay qua cái hơi thở thì khoảng chừng 5 phút sau là con lấy lại bình tĩnh liền bạch sư. Bình tĩnh liền thì con nhớ lại cái bà mấy bà cụ vô ghi hỏi, dặn cho con á. Khi nào trong tâm mình phát khởi những cái gì, từ của mình nó ra thôi chứ không có ngoài vô, không có ai làm mình sợ hết. Tự mình làm mình sợ đó. Niệm nó là cái tâm bất thiện cho nó đi. Thì con chạy một hồi thì nhìn hoặc là rung chân nhìn phải là trong cái lúc mà chạy xe là cái tâm mình như thế nào là phải nhìn quan sát chung quanh về cái vấn đề xe cộ bên đường, mình phải nhìn xe nào tới xe nào lui. Khi lúc đó thì con mới được bình tĩnh lại hoàn hồn. Mà mấy lần như vậy cho nên con rất là tâm niệm và con rất là hoan hỷ về mấy bà cụ như con có duyên đó bạch sư, giúp con trên cái đường mà học hành về cái thiền tứ niệm xứ mà con rất dễ thích về cái môn quán. Cho nên khi mà con nhìn lại những cái gì bạch sư thì cái thân của con là đất nước gió lửa. Khi mà hàng ngày con mượn cái vật thực hàng ngày của đất nước gió lửa bên ngoài, cơm gạo, cá mắm, rau cải, để con nuôi cái đất nước gió lửa bên trong của con. Con mượn bên ngoài, con nuôi bên trong. Cuối cùng con mượn ly nước ở trên thì con vẫn trả phải ly nước ở dưới. Con ăn miếng trên thì con cũng phải trả miếng dưới. Cuối cùng con nhìn lại con không có cái gì hết bạch sư à. Con chỉ là một cái vật chuyển tiếp thôi, chứ không có một cái gì trong đó hết. Rồi con mượn của đất nước gió lửa, con trả về cho đất nước gió lửa hết. Cho nên con có nhiều cái con rất là hoan hỷ trong cái pháp mà pháp Phật, cũng như cho con thấy được cái gì. Thì thật sự con cũng theo học về Phật giáo Nguyên Thủy thì cũng mấy năm nay thôi. Cái duyên là con hình như con có dẫn Nguyên Trang vô trong cái trường thiền của ngài Mahasi, cái chùa mà gần bên con, kế bên con đó, con nhớ là vậy. Và con trình lên cho quý sư và quý đạo tràng ở những gì trong con. Mà con nếu mà có cái gì mà bạch sư thấy con quá đáng hay quá lỗi, bạch sư cho con một lời khuyên. Và con kính cảm ơn quý sư và quý đạo tràng cùng anh chị em ở trong room mà chia sẻ với con, với lời chia sẻ của con. Và con xin xuống mít Nam Mô Bố Thầy giá. Nam Mô Bố Thầy giá. Nam Mô Tham Ma giá. Nam Mô Sằng Khai giá. Thật sự ra đó, mình đến chùa thì mình tu học hoặc là mình công quả, mình phục vụ, tất cả nó là những cái điều tốt đẹp hết á. Chứ không phải là mình đến chùa mà mình ngồi thiền nó mới tốt, mà mình đi xuống mình dọn dẹp ở dưới nhà bếp, mình rửa cái toilet cái đó là không tốt. Tất cả đều là tốt hết. Nhưng mà mình làm mà mình phải quan sát, mình kiểm soát cái tâm của mình. Đó, thí dụ như bây giờ á, mình quan hỷ, bây giờ cái nhà bếp này nó không có được gọn gàng, nó cần phải được lau dọn. Mình quan hỷ mình làm, mình làm với cái tâm quan hỷ, với hiểu biết, thì vậy là rất là tốt.
không? Còn nếu mà mình làm mà trời đất ơi, cái nhà bếp gì đâu mà làm vô mà mấy bác không có để cho gọn gàng đồ đạc gì, để tùm lum chén bát dơ không chịu rửa thì kia nọ đó, thì cái đó là không có được. À, như vậy mình làm với cái tâm sân bực bội, khó chịu, thì như vậy là không đúng. Trời ơi, cái nhà vệ sinh gì đâu mà đi vô không chịu dội, bước vô trời chịu không nổi. Đó thì như vậy là cái tâm phiền não. Mà còn mình làm biết thì cái nhà vệ sinh thì nó vậy rồi, nó phải hôi chứ nó đâu phải như cái phòng ngủ mà thấy không? Đó, thành ra mình biết bây giờ mình dọn dẹp sạch sẽ để cho người khác họ vô không có bực bội. Thì mình cái phước mình phục vụ mình có, mà mình có cái trí tuệ nữa, thấy không? Còn nếu mà mình làm với cái tâm bực bội, tâm phiền não thì cũng có phước kìa, nhưng mà cái phước nó rất là nhỏ, rất là kém, và mình không có trí tuệ. Tại vì cái nhân mình gieo là cái nhân phiền não mà, không? Thành ra làm sao không có trí tuệ được đó. Cho nên đó là chúng ta đến chùa mà mình phục vụ dọn dẹp này kia nọ, mà với cái sự hiểu biết với trí tuệ thì cũng là một cái phương pháp hành, chứ đâu phải mới ngồi hành thiền mới là hành, mà hành để áp dụng vào ngay trong đời sống. Bất cứ trong hoàn cảnh nào, không phải là chỉ ở chùa không, mà ngay cả mình trong đời sống ở nhà đồ này kia nọ, tất cả trong cái sở làm này kia, mình làm cái gì mình biết cái đó. Còn khi mà mình bị sợ hãi, mình có cái vấn đề mình sợ hãi về cái gì đó, cho nên cái tâm mình nó mới dao động, nó bấn loạn. Mà khi mà cái tâm mình nó dao động bấn loạn thì nó mới biểu lộ ra ngoài, cái thân mình nó rung tay rung chân. Thì mình phải nhìn lại coi là tại sao mình gặp cái vấn đề đó mình sợ hãi, cái nguyên nhân nó từ đâu. Hoặc là lúc đó mình nhìn vào cái trạng thái, cái tâm dao động sợ hãi của mình. Đó, mình biết là bây giờ cái tâm mình nó đang dao động sợ hãi một cái cảnh khủng khiếp hay là gì đó, hay hoặc mình nhớ lại một cái câu chuyện gì đó hãi hùng kinh khiếp đó, là cái tâm mình nó sợ hãi. Đó, thành ra đó cái do cái tâm dao động kinh cảm cho nên nó mới biểu lộ ra ngoài, tay chân run rẩy này khác, thấy không? Mà nếu mình biết á thì mình nhìn là mình quan sát nó, quan sát cái tâm dao động nè, sợ hãi nè, quan sát cái sự run ở trong thân, tay chân gì đó nó đang run rẩy vậy đó, mình biết vậy thôi. Đó, thì một hồi nó trở lại cái trạng thái quân bình trở lại. Thì đó, ra cái tập đó là mình áp dụng vào ngay trong đời sống, mà ngay trong công việc của mình đang làm, là mình làm cái gì mình biết cái đó, mình tâm mình nó như thế nào biết như thế đó, nó đang sanh, đang diệt, nó đang vui, đang buồn, nó bình thường hay là nó đang bực bội khó chịu, nó đang bám níu về cái đối tượng nào hay cái gì đó, mình quan sát mình biết. Rồi mình thực hành ở mọi lúc, mình quét nhà, mình lau dọn, mình cũng hành được. Mình nấu ăn, mình cũng làm mà cũng hành được. Mình rửa chén, rửa bát gì đó, mình cũng hành được. Mình cứ chú vào cái chuyển động của tay nè, mình đang rửa chén, mình biết rửa chén. Mình đang sắc gọt, lặt rau gì đó, mình biết. Đó, mỗi cái gì biết là mình tu. Thành ra
trong mọi điều kiện. Ví dụ như là mình có điều kiện thì mình tới chùa, mình tạo phước cũng được. Còn không thì mình ở tại nhà, mình học kinh, mình hành thiền, mình niệm tưởng ân đức Phật, ân đức Pháp, đi tới đi lui bước kinh hành thì biết vậy thôi. Trong điều kiện hoàn cảnh nào mình cũng tu được hết. Thành ra đó, khi mà mình hiểu biết Pháp thì Phật Pháp ở mọi nơi, chứ không phải chỉ ở trong kinh sách, không phải ở tại chùa, không ai phải ở trường thiền mới có Pháp, mà Pháp hiện diện khắp mọi nơi. Nếu mà mình muốn học, mình muốn hành, mình muốn tìm hiểu, thì Pháp bảo ở khắp mọi nơi sẽ hướng dẫn, sẽ chỉ dạy cho mình. Thì xin giải đáp cái chia sẻ thêm cái phát biểu của cô Tự Mạnh. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Dạ, bây giờ thì thời gian chắc cũng vừa phải lẽ. Kính chúc chư Tôn Đức Pháp Thể Ngân Nga và chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Cầu mong chư Thiên quan hỷ với phước báo, và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Một buổi thà giá. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con Nguyên Trang, và trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Và kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và sa thú, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân Sư Pháp Thanh đã từ bi hoan hỷ giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay, và kính cảm ơn quý Phật tử đã có những câu hỏi ạ. Và sau đây con kính thỉnh Sư Thanh Tâm, con không biết sư có chức máy không ạ? Dạ, con kính thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Con không biết là... Dạ, con không thấy Sư Thanh Tâm trước máy ạ. Dạ, con kính thỉnh Sư Pháp Thanh. Dạ, con kính thỉnh Sư Pháp Thanh chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ, để chúng con có trọn vẹn phước báo trong ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính thỉnh bàn tay của sư ạ. Dạ, con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Xin thay mặt chư tăng phút chút ngắn để kết thúc cái buổi sinh hoạt hôm nay. Pavatu sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa bhuta anuvavena sana so thi pavantu te pavatu sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa dhamma nu pha ve na sa na so thi pho văn tu te pho va tu sap pa mang ga lăng ra khan tu sap ba đê va ta sap ba sang kha nu pha ve na sa na so thi pho văn tu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tâm hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thu sa thu lành thai. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân Sư Pháp Thanh đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Ya devata santi vihara vasini tu be kare po thi kare ta hen ta hen ta thamma da ne na pha wan tu pu chi ta so tin kan rom te tha vihara mandale thế ra cha mắt cha na wa ka cha phết ka wo sa ra mi ka da na ba ti u pa sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha is sa ra sam pa na phu ta su khi ta pha wan tu te
cha la pu cha ye pi cha an da sam pa wa san se da cha ta a tha wo pa pa ti ka ni ya ni kam tham ma wa rang pa ti cha te sap be pi duk kha sa ka ron tu sang khang tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma ta ra cha buk ga la sang kho ho tu sa mak go Vatathaya cha hitaya cha amhe rak Kata susat thammo Sambe pi thamma charino Vutin sampa puneya ma thamma riyappa ve Dihite Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đạt quá vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tay nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện dạy canh nhân sanh từ khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tính không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh, sư Thanh Tâm đã đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Và con kính mời quý cô chú Phật tử trở lại Zoom vào ngày mai. Ngày mai vào lúc 9 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn, chúng ta sẽ có giờ học với thầy Kinh và chúng ta sẽ học mà về học gì quá đúng không nhỉ? Học về tăng chi bộ trường bộ kinh, học về trung bộ kinh. Dạ con kính mời đạo tràng trở lại Zoom vào ngày mai ạ. Ngày mai sẽ là buổi học đầu tiên và chúng ta sẽ học về trung bộ kinh. Dạ con kính mời đạo tràng. Dạ con kính chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con kính chúc đạo tràng ngủ ngon. Con xin xuống mắt ạ. Dạ tạm biệt đạo tràng.